các bạn, chúng tôi rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 2 tháng 6 năm 2024. Hôm qua, đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta đã có buổi tập đầu tiên dưới thời của huấn luyện Kim Sang-sik. Đã có khá nhiều những chia sẻ rất là phù hợp với thời điểm này. Nhưng bước đầu cũng đã thấy được sự tự tin của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc với kế hoạch tương lai cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thậm chí ngay trong những trận đấu tháng 6 này, những trận đấu mà với không ít người chỉ có ý nghĩa thủ tục mà thôi. Có rất là nhiều điều để chia sẻ xung quanh những buổi tập đã qua, những chuyển động hướng tới những trận cầu quan trọng ở phía trước và những câu chuyện đáng quan tâm khác của bóng đá Việt Nam. Tất cả đều đến với quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành yêu mến của quý vị và các bạn, và như thường lệ bên cường chúc quý vị một ngày mới với nhiều niềm vui, may mắn, một ngày chủ nhật có thật là nhiều nụ cười. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 2 tháng 6 năm 2024. Huấn luyện Kim Sang-sik truyền lửa cho các học trò trước trận mở màn gặp Philippines. Hùng Dũng tiết lộ điểm tích cực dưới thời của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chung kết Champions League chiếc cúp thứ 15 cho Real Madrid. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập ngày hôm qua của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bao giờ cũng vậy thì dưới thời của một huấn luyện viên mới, những buổi tập luôn thu hút sự quan tâm, chú ý đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ. Và có thể nói bước đầu cũng đã thấy được những điểm tích cực trong buổi tập ngày hôm qua của đội tuyển Việt Nam. Sau khi kết thúc vòng 22 V-League 2023-2024, các tuyển thủ Việt Nam đã hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp đội tuyển Philippines vào ngày 6 tháng 6 và đội tuyển Iraq vào ngày 11 tháng 6. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có trong tay đầy đủ 27 cầu thủ, bao gồm cả tiền đạo Đinh Thanh Bình được bổ sung để thay thế cho tiền đạo Nguyễn Văn Tùng bị chấn thương. Do các cầu thủ vừa trải qua vòng đấu khá căng thẳng tại V-League nên buổi tập chiều nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ đưa ra giáo án tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu tạo cảm hứng và thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. Tiền đạo Đinh Thanh Bình mới được triệu tập thay cho Văn Tùng bị chấn thương cũng đã kịp có mặt để tham gia buổi tập. Các cầu thủ tập chuyên môn xen kẽ các trò chơi nhằm tạo sự gắn kết. Đây là giai đoạn quan trọng để các tuyển thủ làm quen với triết lý của huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng như phương pháp huấn luyện của ông. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đang có những đánh giá cụ thể về các tuyển thủ để lựa chọn nhân sự, xây dựng đội hình và lối chơi phù hợp cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Philippines vào ngày 6 tháng 6 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cụ thể, đội sẽ có 4 ngày rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam và một buổi tập làm quen trên sân Mỹ Đình trước ngày thi đấu. Và chúng ta vừa đến với những hình ảnh trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik. Những ai có mặt trong buổi tập ngày hôm qua đều cảm nhận thấy một điều rất là rõ. Đó là trong khoảng 10 phút đầu tiên thì không khí của buổi tập khá là trầm lắng. Rất ít tiếng cười nói, rất ít những nguồn năng lượng thường thấy từ các tuyển thủ. Trong đó có rất là nhiều những cầu thủ vốn là những người rất là vui tính. Và sau đó bản thân huấn luyện viên Kim Sang-sik phải phá vỡ bầu không khí trầm lặng đó bằng việc kêu gọi các cầu thủ. Các trợ lý của ông cũng kêu gọi các cầu thủ là hãy thoải mái lên, hãy giao lưu, hãy nói chuyện nhiều vào. Và sau đó thì chính huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã tập đá ma với các cầu thủ. Rồi từ đấy thì bầu không khí căng thẳng đã được xua tan và tiếng cười nói cũng xuất hiện nhiều hơn. Đây là điều rất quan trọng trong không khí tập của đội tuyển. Tất nhiên sự lạnh lùng nào đó, một sự trầm lặng nào đó thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì rõ ràng các cầu thủ cũng phải chờ xem ông thầy mới của mình sẽ như thế nào, đúng không? Đây là một chuyện cũng hết sức bình thường trong bóng đá. Và trong buổi tập ngày hôm qua thì nếu quý vị thấy là vị trí của các thủ môn là nơi có rất là nhiều những gương mặt chất lượng, đúng không? Ngoài Đình Triệu hay Quan Văn Chuẩn cũng rất là ổn, thì cùng lúc có cả hai thủ môn Việt Kiều, Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip. Hai thủ môn có chiều cao tốt lắm. Đặng Văn Lâm 1m88, Nguyễn Philip thậm chí 1m92. Nhưng nếu mọi người để ý thì thấy anh chàng Đặng Văn Lâm có một kiểu tóc cũng khá là điệu đà. Đấy. Và rõ ràng là Đặng Văn Lâm cũng đang ở một giai đoạn rất là đặc biệt. Huấn luyện Kim Sang-sik cũng sẽ phải rất là tính toán để lựa chọn ai trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia Việt Nam đây. Cũng trong buổi tập ngày hôm qua, quý vị thấy là Đinh Thanh Bình đã nhanh chóng góp mặt khi mà anh là sự bổ sung thay cho trường hợp của Nguyễn Văn Tùng, người rất là đáng tiếc không thể góp mặt vì bị chấn thương tại vòng 22 của V-League.
Nói chung thì mọi thứ còn quá sớm để đưa ra bất kỳ đánh giá nào đó về huấn luyện viên Kim Sang-sik, về lối chơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ áp dụng, bởi vì sẽ cần thêm thời gian, sẽ cần những trận đấu cụ thể. Và tất nhiên huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chẳng dại gì để đặt ra trước mắt mọi người về những bài tập chiến thuật của mình. Chúng ta sẽ phải chờ đợi đến 19 giờ ngày 6 tháng 6 tới mới được thấy hình hài thực sự của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng tin biên cương đi, chắc chắn đó sẽ vẫn là một đội tuyển quốc gia Việt Nam quen thuộc, bởi vì ai cũng vậy thôi, an toàn lúc này là điều quan trọng hàng đầu, nhất là một người như ông Kim Sang-sik đã được huấn luyện viên Park Hang-seo và cộng sự Hàn Quốc chia sẻ rất là nhiều điều. Hôm qua thì người được lựa chọn để trả lời truyền thông là Hùng Dũng, và Hùng Dũng cũng đã có những chia sẻ rất phù hợp về huấn luyện viên mới, về những nỗ lực quyết tâm và đặc biệt là về cuộc đua mà anh cho rằng hoàn toàn mới giữa các cầu thủ với nhau. Chiều ngày 1 tháng 6, trước khi bước vào buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, tiền vệ Đỗ Hồng Dũng đã có những chia sẻ hết sức thú vị. Đây là lần đầu tiên cho nên là các cầu thủ cũng gặp gọi là phải gọi là hơi vỡ ngỡ một chút ấy. Vì sau một quãng thời gian rất là dài thì kết quả đội tuyển không được tốt, thì lần này các cầu thủ cũng rất là hy vọng có thể cùng với huấn luyện trưởng mới đem lại một cái luồng gió mới để có thể là giúp đội tuyển có những thành tích tốt hơn. Đương nhiên là có sự kỳ vọng, vì chúng ta cũng biết là thông qua cái CV của thầy thì rất là tốt, từ là thành tích tốt tại các giải trong nước ở Hàn Quốc cũng như là AFC Champions League thì mọi người cũng kỳ vọng là những cái kinh nghiệm của thầy sẽ giúp các cầu thủ phát triển. Cá nhân mình thì cùng với toàn đội sẽ cố gắng dù là cơ hội rất là nhỏ nhưng mà vẫn quyết tâm giành chiến thắng, hoặc là có lợi điểm tại Iraq, đặc biệt là trận sân nhà thì toàn đội sẽ cố gắng có được một trận đấu đẹp và giành chiến thắng để tặng người hâm mộ. Với bản thân em thì lần này nó sẽ có tính cạnh tranh cao hơn, vì rõ ràng bây giờ là mọi người đều công bằng. Các cầu thủ cũng dù là cầu thủ cũ chăng nữa thì đây là lần ai cũng như ai là lần đầu tiên làm việc huấn luyện viên mới, thì lần này thì tính cạnh tranh sẽ cao hơn, vì ai thể hiện tốt, ai tuân thủ chiến thuật cũng như là có được cái phong độ cao thì thầy sẽ tin tưởng, và đấy là cái cơ hội cho tất cả mọi người. Hôm nay thì là buổi tập đầu tiên thì và hôm nay mới các cầu thủ mới hội qua đủ, nên là có lẽ là hôm nay thì thầy Kim Sang-sik bắt đầu mới chia sẻ cái thời trước thì nó cũng là quá khứ và đã qua rồi. Em mong là không phải là mới hay không mà quan trọng là phù hợp hay không với những con người là thầy hiện tại, với phong độ đội tuyển hiện tại, với cái kết quả chung của đội bóng đá Việt Nam hiện tại, thì cái lối chơi nào đợt nào mà đem lại chiến thắng, đem lại cái kết quả tốt nhất, đem lại cái niềm vui cao nhất cho người hâm mộ được. Qua các việc chào hỏi rồi có nói chuyện thì thầy khá là gần gũi. Có lẽ là cũng do là Việt Nam, Hàn Quốc thì có những cái tương đồng về mặt văn hóa cho nên là cảm giác sẽ gần gũi hơn. Dưới thời của huấn luyện viên Philip Chuze, ông Dũng là một trong những đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và lúc này thì ban huấn luyện của đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa bầu ban cán sự mới. Những chia sẻ của Hùng Dũng thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu mà thôi. Tuy nhiên biên cương cho rằng ngay cả khi các cầu thủ xác định đây là cơ hội để họ gây chú ý, có thể nói là gây được những thiện cảm với huấn luyện viên mới, thì chúng ta cũng khó có thể chờ đợi một đội hình xuất phát có nhiều bất ngờ của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận cầu vào ngày 6 tháng 6 tới. Bởi vì huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng hiểu rằng những gương mặt đã từng thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hoặc ai đó đã từng được nhiều lần sử dụng dưới thời ông Chuze, thì vẫn là những sự đảm bảo, đúng không? Ngoài hàng thủ môn với nhiều lựa chọn, hàng phòng ngự có một vài lo lắng khi Bùi Hoàng Việt Anh vắng mặt, thì có lẽ hàng tiền vệ là nơi có nhiều những cầu thủ chất lượng nhất. Bên cạnh những gương mặt như là Hoàng Đức, như là Hùng Dũng, thì sự trở lại gần đây của Tuấn Anh, rồi Thái Sơn hay Đức Chiến sẽ mang đến một hàng phòng ngự ở khu vực trung tuyến với những cầu thủ cả phòng ngự và tấn công thực sự là hết sức chật chội. Và hàng tiền đạo thì tất nhiên là không được như ý lắm, bởi vì phong độ của các cầu thủ trong thời gian gần đây không phải là quá lý tưởng, như là khi Công Phượng không có mặt. Nhưng Tuấn Hải đang ghi bàn tốt mà, Tiến Linh có thể vẫn còn vấn đề này khác nhưng vẫn là một sự lựa chọn hợp lý. Bên cạnh những trường hợp như là Văn Toàn cũng đang chơi phải nói là khá tốt cùng với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, hay gương mặt được lựa chọn bổ sung Đinh Thanh Bình là một người giàu sức chiến đấu, cũng là một sự bổ sung rất là tốt vào thời điểm này. Chúng ta cùng chờ đợi diện mạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau những bỡ ngỡ của Hùng Dũng thì cuối cùng mọi thứ đã được giải quyết
và đặc biệt là một lời phát biểu mang đến cho chúng ta những hy vọng từ ông Kim Sang-sik trong buổi gặp gỡ sau đó của đội tuyển quốc gia Việt Nam với các thành viên trong ban lãnh đạo của VFF. Đó là gì thì chúng ta sẽ đến ở phần sau. Còn bây giờ như thường lệ, Minh Cương xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn sản phẩm nước đông trùng Bạch Khang. Bạch Khang Đường trân trọng giới thiệu đông trùng Bạch Khang, đông trùng hạ thảo chuẩn cho người Việt. Đông trùng Bạch Khang với cái định vị của mình là đông trùng thật, muốn đem đến cho người dân Việt Nam một cái đông trùng hạ thảo đúng loại Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya, được nuôi trồng hữu cơ và nhập khẩu từ Mỹ. Với chứng nhận của Ngân hàng Gen Hoa Kỳ, chứng nhận của Phòng Công chứng Hoa Kỳ cùng quy trình sản xuất hiện đại, đông trùng Bạch Khang mang niềm tin đến người tiêu dùng. Đã dùng là tin, đã tin là hài lòng. Và được con trai giới thiệu mua đông trùng hàng Bạch Khang qua kênh Tạ Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn trước rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả. Đừng bỏ lỡ những giá trị từ đông trùng Bạch Khang. Truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889 66 6650 để biết thông tin chi tiết. Đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Thưa quý vị và các bạn, đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Những sản phẩm từ nước đông trùng Bạch Khang mang đến rất là nhiều những tác dụng cho chúng ta, giải quyết rất là nhiều vấn đề, xua tan sự mệt mỏi, tăng cường thể lực, tăng cường sinh lực, giúp giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn, hạn chế tiểu đêm hay những vấn đề về huyết áp đều được giải quyết rất là tốt. Cho nên đây vẫn luôn là một sản phẩm mà các cô, các bác có lẽ dùng thấy rất là thích và cũng là một sản phẩm mà rất là nhiều những người con, người cháu mua cho bố mẹ hoặc cho ông bà của mình. Mình cứ thấy là có rất là nhiều những gói sản phẩm hay gọi là các combo khác nhau đấy ạ mà quý vị lựa chọn đến lúc này. Sau đó thì combo mới của Bạch Khang Đường là mua 7 hộp đông trùng Bạch Khang được tặng thêm một hộp là 8 hộp, mà giá tiền thì chỉ là 3.298.000 đồng thôi, tức là chia ra cho mỗi hộp 8 hộp thì giá cũng rất là lý tưởng. Nhưng không chỉ có vậy, Bạch Khang Đường còn tặng cho những quý vị khán giả mua combo này một chiếc túi da, gọi là da PU của Vincento, một chiếc túi du lịch có da PU này rất là đẹp với trị giá là khoảng 1.300.000 đồng. Và hôm nay thì Biên Cương có đi có việc và sử dụng chiếc túi này, thấy đây là một chiếc túi nó vừa khá là sang trọng nhưng vẫn tiện lợi và nói chung là một sự lựa chọn rất là hay. Một chiếc túi da lại trị giá 1.300.000 và 8 hộp đông trùng Bạch Khang nữa với tổng chi phí chỉ là 3.298.000 đồng, rất đáng để lựa chọn đúng không ạ? Quý vị hãy truy cập vào website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889 66 6650 để được tư vấn và có thể mua trực tiếp sản phẩm. Quý vị cũng có thể đến với địa chỉ 240 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội nếu quý vị là những người sống ở địa bàn thủ đô để có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và mua trực tiếp đông trùng Bạch Khang tại địa chỉ này. Chúc quý vị luôn có thật là nhiều sức khỏe. Còn anh em muốn có thêm phong cách với những chiếc áo thun, những chiếc áo polo, những sản phẩm rất là tốt cho các hoạt động là các hoạt động thường ngày hay các hoạt động thể thao chúng ta, thì thương hiệu thời trang Verati cũng mang đến cho quý vị rất là nhiều những sự lựa chọn. Trên TikTok Shop, quý vị có thể vào trang TikTok Shop của Biên Cương, đó là Bình Luận Viên tại Biên Cương Official, không chỉ theo dõi các video về bóng đá Việt Nam, những chia sẻ nhận định những khoảnh khắc, mà quý vị cũng có thể vào TikTok Shop của Bình Luận Viên tại Biên Cương Official để mua trực tiếp sản phẩm. Biên Cương thấy là những ngày gần đây những sản phẩm, những chiếc áo polo màu trắng đang bán rất là chạy và giá thì rất là hời. Thưa quý vị, quý vị cũng có thể vào TikTok Shop của Verati.vn hoặc trên sàn Shopee, quý vị có thể vào địa chỉ đó là Verati Official. Quá nhiều lựa chọn đúng không? Chúc quý vị khỏe với đông trùng Bạch Khang và đẹp với Verati. Bây giờ thì như đã hứa, chúng ta sẽ cùng đến với cách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik đã mang đến cho chúng ta những sự chờ đợi, những sự hy vọng khi ông tuyên bố và đánh giá rằng các cầu thủ đang có phong độ tốt và hứa là sẽ quyết thắng cả hai trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup này. Chiều ngày 1 tháng 6, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ động viên thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước buổi tập đầu tiên của đội nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Indonesia và Philippines ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Buổi gặp gỡ có sự tham gia của rất nhiều những nhân vật quan trọng tại VFF.
Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn đã chào mừng tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, các thành viên ban huấn luyện và các tuyển thủ. Ông nhấn mạnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đội tuyển vẫn phải luôn thể hiện tinh thần, ý chí và khát vọng chiến thắng. Hãy nỗ lực cống hiến hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Về phía huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đã bày tỏ niềm tin tưởng vào các học trò. Quan sát trực tiếp các trận đấu tại V-League, tôi nhận thấy các bạn là những người có trình độ, kỹ chiến thuật rất tốt và có tinh thần thi đấu mãnh liệt. Tôi luôn tin tưởng các bạn và mong các bạn cũng sẽ tin tưởng tôi cùng với ban huấn luyện. Khi đã là đại diện cho đội tuyển quốc gia thì chúng ta phải luôn nỗ lực cống hiến hết mình và quyết tâm để có thể giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng ta hãy luôn giữ tinh thần đó. Tôi biết các bạn đã thi đấu rất vất vả trong thời gian vừa qua. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau cố gắng để chiến thắng trong trận đấu gặp Philippines và Iraq sắp tới. Tiền vệ kỳ cựu Đỗ Hùng Dũng chia sẻ, mọi người đều cảm thấy rất hào hứng trong đợt tập trung lần này. Chúng tôi hiểu rằng huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik là người có rất nhiều kinh nghiệm với bóng đá đỉnh cao tại châu Á. Toàn đội sẽ cố gắng học hỏi, tập trung tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là trận đấu trên sân nhà sắp tới gặp Philippines. Cũng khá lâu rồi kể từ Asian Cup, đội tuyển chưa có cảm giác chiến thắng. Vì vậy, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đề ra. Mọi quý vị thấy rất là rõ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đánh giá rất là cao các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam từ những gì ông thấy tại đấu trường V-League. Thực ra thì đây là một cách mà huấn luyện viên Kim Sang-sik phản pháo về một vài tin đồn mới đây cho rằng ông chê các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ít chạy và năng lực chuyên môn rất là hạn chế. Ngoài ra thì việc khẳng định sự quyết tâm thắng những trận đấu còn lại cũng là phù hợp. Vậy thì ở một góc độ hoàn toàn là có thể nói là khách quan, chúng ta sẽ đánh giá xem cơ hội đội tuyển Việt Nam đi tiếp là như thế nào. Hiện tại thì ở bảng đấu của chúng ta là bảng F, đội tuyển Iraq đã chính thức giành quyền đi tiếp với 12 điểm, tức là toàn thắng cả 4 trận. Indonesia đứng thứ 2 với 7 điểm, ở Việt Nam chúng ta đứng thứ 3 với 3 điểm và Philippines đứng cuối với 1 điểm. Dựa trên cơ sở như vậy thì mới đây CAGO đã có những phân tích về cơ hội đi tiếp của chúng ta. Cụ thể, CAGO cho rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ có 15% cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 mà thôi. Chúng ta có cơ hội đi tiếp trong hai trường hợp. Một là thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ giành quyền đi tiếp với 9 điểm, tức là thắng 2 trận đấu còn lại gặp Philippines và Iraq, trong trường hợp Indonesia thua hoặc hòa 2 trận còn lại. Đội tuyển Việt Nam cũng đi tiếp với 7 điểm nếu như Indonesia thua cả 2 trận còn lại. Ở khi đó thì hiệu số bàn thắng bại được dùng để xác định và có thể đội tuyển Việt Nam sẽ có những lợi thế nhất định vì Indonesia đã từng thua rất là đậm trước đội tuyển Iraq. Hiện tại thì đội tuyển Indonesia đương nhiên là có nhiều cơ hội đi tiếp hơn cả 85%, họ nhiều hơn chúng ta tới 4 điểm. Còn Philippines thì cơ hội đi tiếp là thấp nhất ở bảng F với chỉ 5% mà thôi. Một đội bóng khác ở khu vực Đông Nam Á đang có nhiều cơ hội đi tiếp là Malaysia với 6 điểm. Trong khi Thái Lan thì cũng đang rất là cố gắng nỗ lực. Họ hiểu rằng trận đấu tới với đội tuyển Trung Quốc là một trận đấu mang tính quyết định. Nếu thắng đội tuyển Trung Quốc thì cơ hội đi tiếp của Thái Lan cũng là rất lớn. Và vì thế mà Chanathip Songkrasin đang tỏ rõ sự quyết tâm với những phát biểu rất mạnh mẽ của mình. Đội tuyển Thái Lan sau 4 lượt trận hiện đang có 4 điểm, kém đội nhì bảng Trung Quốc 3 điểm. Do đó cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 đang gặp nhiều khó khăn hơn. Trong buổi chia sẻ mới nhất trước ngày hội quân, tiền vệ Chanathip Songkrasin tỏ ra đầy quyết tâm. Anh nói, đây là trận đấu quyết định số phận của chúng tôi. Trận thua trước Trung Quốc ở lượt đi làm toàn đội cảm thấy không hài lòng nên lần này tôi và toàn đội quyết tâm đòi lại 3 điểm. Điều quan trọng là Thái Lan phải chơi như một tập thể và cẩn trọng vì đây là cấp độ châu Á. Ngoài ra, huấn luyện viên người Nhật Bản cũng cho biết mục tiêu của Thái Lan là giành cả 6 điểm trước Trung Quốc và Singapore. Nếu hòa Trung Quốc, Thái Lan vẫn có cơ hội đi tiếp khi cần thắng đậm Singapore và đối thủ thua Hàn Quốc ở lượt cuối cùng. Mặc dù có tên trong danh sách 27 cầu thủ đội tuyển Thái Lan, nhưng khả năng ra sân của Chanathip Songkrasin vẫn bỏ ngỏ vì anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Rõ ràng tháng 6 sẽ quyết định những suất đi tiếp lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup và đây sẽ là một tháng rất đáng chú ý của bóng đá châu Á. Với Việt Nam chúng ta thì chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau đó là cơ hội đi tiếp chúng ta nhỏ hơn Indonesia, nhỏ hơn Thái Lan và nhỏ hơn cả Malaysia. Nên điều chúng ta chờ đợi hơn cả là diện mạo nào cho đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đây. Chuyển sang thông tin của bóng đá quốc tế, tất nhiên rồi chúng ta sẽ ngay lập tức cập nhật trận chung kết UEFA Champions League trên sân vận động Wembley, nơi mà Borussia Dortmund trở lại sau 11 năm. Lần gần nhất họ có mặt trong trận chung kết năm 2013 cũng tại Wembley, họ đã thua trước Bayern Munich với tỷ số 1-2.
Khi đó Dortmund mạnh hơn bây giờ. Nhưng Dortmund bây giờ lại trẻ trung, đoàn kết và cũng rất khó chịu. Liệu họ có đủ sức để cản bước Real Madrid có chức vô địch thứ 15 hay không? Rõ ràng không hề dễ. Nhưng chúng ta đều phải nói với nhau một điều. Trong một trận chung kết như thế này thì đội nào xứng đáng nhất là đội chiến thắng và có được vinh quang. Rạng sáng ngày 2 tháng 6, trận chung kết UEFA Champions League 2023-2024 giữa Dortmund và Real Madrid đã diễn ra tại sân vận động Wembley huyền thoại. Trận đấu khởi đầu với thế trận cân bằng khi cả hai đội đều thể hiện sự thận trọng. Tuy nhiên, Dortmund bất ngờ tăng tốc sau 20 phút và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đáng tiếc là họ không tận dụng được những cơ hội này. Điển hình là pha dứt điểm của Adeyemi ở phút thứ 21. Sang hiệp 2 đã chứng kiến sự lột xác của Real Madrid. Họ dâng cao đội hình và liên tục gây sức ép tới Dortmund. Những cố gắng của kỳ nghề trắng đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Dani Carvajal sau pha phạt góc của Toni Kroos ở phút 74. Tiếp đà hưng phấn, Real có thêm bàn thắng ở phút 83 do công của Vinicius sau pha kiến tạo của Bellingham. Bàn thắng này đã chính thức kết liễu hy vọng lật ngược thế cờ của Dortmund. Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 để thuyết phục, qua đó nâng cao kỷ lục vô địch Champions League lên 15 lần. Còn ở bên kia chiến tuyến, đây là lần thứ hai liên tiếp Dortmund thất bại trong trận chung kết C1 tại sân vận động Wembley. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình luận viên tại Biên Cương. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.